Rồi, hãy thân chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình dẫn cả nhà đi tìm hai vị thuốc nam để ngâm rượu nuôi gà vào cái mùa lạnh này nha. Đây là cái củ ghiền nha, cái củ ghiền ăn thịt chó này kia đó. Cái củ này rất là có giá trị đối với những con gà nha. Mà anh em mình không có củ ghiền thì kẹt lắm, thì xài củ gừng nha, củ gừng già cũng được. Nhưng mà tốt nhất anh em mình nên xài củ ghiền này nha, vừa rẻ tiền mà cái tinh dầu ở trong cái củ ghiền nó rất là mạnh mẽ nha, nó phù hợp cho cái con gà của mình. Rồi thì tiếp theo mình kiếm thêm một vị thuốc nam nữa nha, đây là cây lá lốt nha, quấn là lấy cái lá lốt này quấn là nướng thịt bò nè. Thì thật chất á, mình không sử dụng lá nha, mình chỉ sử dụng cọng thôi. Thì hai cái này kết hợp với nhau ngâm rượu nha, và cái bài thuốc này mình học được của một ông anh nha, ổng bài cho mình thì mình xài mình thấy rất hiệu quả và mình cũng đang xài nó luôn nha, chuẩn bị cho những cái con gà vào cái mùa mưa vừa kết thúc nha, rồi gió lạnh tới gà ngủ cây rất là nguy hiểm nha. Đó, mình chỉ sử dụng cái cọng gì thôi. Rồi bây giờ tới cái công đoạn là mình xử lý nè, rửa sạch rồi rồi cắt từng đoạn nha, còn củ ghiền thì cũng sắt lát ra luôn. Quan trọng á, là mình làm sao cho nó sạch rễ, chỉ lấy cái cọng thôi nha. Quan trọng là cái cọng già càng tốt. Rồi tới đây mình nói luôn cái tỷ lệ nha, tỷ lệ thì bao nhiêu là vừa nha. Thật chất á, ở đây mình chỉ làm nhắm chừng thôi nha, mình không có cái cân lượng cụ thể nha. Thì mình làm 3 chai như vậy rồi, thì chai này là chai thứ tư nha. Đó. Thì khoảng đâu đó là khoảng 300 gram củ ghiền và khoảng 100 gram cái cây lá lốt nha. Tất cả đều sắc nhuyễn ra và sau đó thì mình đem đi phơi khô nha. Phơi mà cũng không cần khô lắm, chỉ cần cho nó ráo nước nó héo héo là được nha. Đó, thì cái công đoạn này mình làm nó hơi chậm chút xíu nhưng mà phải qua cái công đoạn này đó, thì sau đó mình đem ra mình phơi để cho nó héo thôi, héo thôi là mình đem vô mình ngâm được rồi nha. Đó, thì cái công đoạn này là mình rồi vô chai nha, tiếp tục vô chai cho nó đầy, gần đầy cái chai luôn. Đó. Sau đó thì mình đổ rượu vô nha, đây là cái rượu gốc cả nhà, cái rượu gốc mình dâm vô đây và mình tiếp tục mình để ở chỗ nào nó mát mát trong góc nhà cũng được nha, và từ 10 bữa nửa tháng trở lên là anh em mình xài được rồi. Mà được con cái mình ngâm càng lâu thì cái màu nó càng đẹp nha, cái màu nó ra như cái chất lá cây vậy á, thì cái màu nó sậm sậm vàng vàng, còn mới lúc đầu mình đổ vô trắng tươi vậy nè. Đó, thì cái này nè chữa trị bệnh cho gà, đặc biệt là gà bị cúm gió té gió nữa nha, đó gà bị lạnh đó, rồi ngủ trên cây rớt xuống là cái này rất là hiệu quả nè. Thì mình xài rồi thì mình khẳng định nó là chất lượng nha cả nhà, cho nên bữa nay mình làm thêm một hũ nữa và sẵn đây cũng giới thiệu cho cả nhà nha, ai mà cần đang trong giai đoạn nuôi gà nha thì cần cái vấn đề mà ngừa bệnh cho gà thì nên làm cái hũ này. Rồi giờ mình đi chuẩn bị cho gà ăn nha, mình ngâm một thời gian thì nó chuyển sang màu gì nha. Đó, nó vàng vàng vậy nè. Pha thêm miếng nước này nha, rồi đầu trộn cái thức ăn là cho gà ăn nha cả nhà. Cái này là vào buổi chiều tối rồi nha, buổi chiều nha, mình cho gà ăn, gà nhảy trên cây nó ngủ thì gà nó đảm bảo đi là gà nó rất là khỏe mạnh nha, nó do nó ấm. Rồi tới đây thì Hải cũng xin kết thúc video nha. Chúc cả nhà mình nuôi gà thành công nha.